Hôm nay tụi mình sẽ chơi bịt mắt trang điểm. Bây giờ cho Hy xin cho bịt mắt lại cho trang điểm cho vợ. Chị thôi chờ. Chị sẽ cao quá. Ủa cái gì vậy? Mắt ở đây mà. Thôi đây luôn, bút mắt này. Cái này là giống như mắt ảo hay là cái phấn phủ? Thôi đây phủ luôn cho. G-Dragon.